Ok, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là quay trở lại với kính của mình. Tàu mình vừa mới cảo lên một lát già mọi người. Ở đây được có mấy con cá với mấy con mực rồi. Đây cá tờ. Đây là mấy con cá vặt. Đã càng ngày càng kiệt mọi người. Đánh bắt quá đã. Kéo mấy con rồi. Cá chưa kịp lớn là bắt rồi mọi người. Cá nhỏ chưa kịp lớn. Mực láng này cũng chưa kịp lớn đã bắt rồi mọi người. Càng ngày càng cá kiệt tài nguyên môi trường. Mực chưa lớn đã bắt rồi mọi người. Đấy được một thùng mực ạ. Mực nhỏ nhiều hơn mực phở nha mọi người. Toàn mực bé. Ngoài này chưa kịp lớn đã bắt rồi. Chuyến này có như lộ tổ mọi người ạ. Điểm như vậy cũng bắt rồi, kéo hết con luôn, bắt hết con luôn. Nên là cá bắt toàn là cá cẳng mọi người. chơi với ghẹ rồi. Nhỏ em bá đi chơi rồi mọi người. Ghẹ có 250 ngay đâu 1 kg mọi người. 220, 250 ngay đâu 1 kg. Kéo cả ngày làm 6 tiếng rồi có mấy ông mực rồi. Kéo ngày hại lắm mọi người. Bây giờ mình sẽ tắt máy nha mọi người để muối cá. Ok.